Cái buổi tiệc này thì ngoài cái việc đánh dấu một cái cột mốc quan trọng của hai đứa thì nó cũng là một cái buổi tiệc dành tặng đặc biệt cho con gái của cả hai. Đó là bé Mia, được gọi là Mia và tên thật là Nam Phương. Từ lúc còn nhỏ, nếu như mà ai gặp Trinh ở ngoài những cái mall, những cái nhà hàng hay là những cái chỗ mà Trinh dắt bé đi chơi thì Trinh vẫn gọi Mia là con bình thường. Người ta biết không sao á, bình thường. Nhưng mà tại sao tới bây giờ thì Trinh mới công bố và giới thiệu Mia với tất cả mọi người? Tại vì thứ nhất là nếu như mình giới thiệu Mia trong những cái thời gian trước vẫn được, mình vẫn hot mà, đúng không? Scandal là hot. Chứ nó muốn là dùng con của mình để tạo scandal. Tại vì nó còn nhỏ lắm, nó còn ngây thơ, nó còn chưa biết gì lắm, chỉ nhiều cái mũi dùi vào đứa bé. Và Trinh không muốn con mình bị nhiều cái điều tiếng. Nhưng mà tại sao là bây giờ Trinh mới công bố? Tại vì bây giờ Trinh đã tìm được, Trinh đã may mắn gặp được một người thật sự yêu thương Mia như là con ruột của anh ấy. Ngoài việc yêu thương Trinh ra, Trinh không quan trọng đâu, mà quan trọng nhất là phải yêu thương con của mình giống như là con ruột của họ. Tại vì Trinh không muốn cái cảnh mà bố dượng rồi con vợ, thì cái điều đó nó đau xót lắm. Có những cái scandal về bố dượng và con vợ nó xảy ra rất là nhiều, đánh đập rồi nhiều cái. Mình không muốn vì điều đó mà con mình chịu khổ. Cái mà lý do mà Trinh là một phụ nữ tôn thờ chủ nghĩa độc thân, và Trinh nghĩ là chắc là mình không lấy chồng đâu, thôi mình ở vậy luôn suốt đời đi, mình cũng không cần thiết. Mình có con, mình có công việc, mình có sự nghiệp, thì có hay có chồng hay không có chồng cũng không quan trọng, chỉ cần một người đàn ông bên cạnh mình nhất là mình vui là được. Nhưng mà mình quá thương Mia. Mình ngoài việc mình thương Trinh qua, mình còn thương Mia nữa. Tình yêu thì nó có thể là lúc nhiều lúc ít, nhưng mà đã gọi là tình thương rồi thì nó phải đi kèm với cái trách nhiệm. Và khi mà mình gặp đúng người rồi cho cả bản thân mình và con mình, thì đây là cái thời điểm thích hợp nhất để mình giới thiệu Mia với tất cả mọi người, là Mia đã có được một gia đình thật sự đầy đủ bố mẹ. Thật ra cái lần đầu tiên hai đứa gặp nhau thật sự rất nhiều lắm, thì Trinh cũng có nói được cái điều đó. Thì mình nghe mình cũng không có ngạc nhiên, mình thấy nó cũng bình thường. Nhưng mà khi mà đầu hai đứa yêu nhau, mình lúc đầu mình cũng có suy nghĩ là nó sẽ khó khăn với mình, tại vì mình còn trẻ, mình chưa có biết cách phải làm cha thấy như thế nào. Mình không nghĩ mình sẽ có tiếng là cha dượng, cho nên mình chưa hình dung được những cái chuyện đó. Hồi đầu mình chỉ là làm chú thôi, là chú với con. Thì mình thấy mình rất là sợ con nít, nghĩa là sợ ở đây là con nít nó la hét, nó quậy phá, rồi nó chăm, nó nhiều thứ mình đâu có cái kinh nghiệm làm cái điều đó. Nhưng mà may mắn thay là cô bé này quá quá ngoan, rất là ngoan, rất là biết chuyện và rất là trưởng thành so với tuổi. Cho nên là bên cạnh đó mình chỉ cần mình dùng tình cảm của mình dạy dỗ bé, mình hướng cho bé theo những cái điều tốt đẹp mà trước tới giờ mọi người tin chưa bao giờ mở miệng la lớn câu nào hoặc là đánh là chuyện không có luôn. Nghĩa là không hề có một cái vấn đề gì mà hư hỏng hay là khó dạy tới mức mà phải la luôn. Cho nên đó là một cái điều may mắn mà khi mà mình gặp được Mia. Có mọi người, nhiều người ta thắc mắc được đó là người ta chưa tin, người ta không nghĩ là mình có cái cơ sở nào để mà thương con của vợ mình như vậy. Ngoài người ta không có biết được, khi mình tiếp xúc, khi mà ở bên cạnh một cô bé nó ấm áp, nó tràn đầy tình cảm của mình, thì mình cũng xin thưa là nếu như sỏi đá cỡ nào thì tiếp xúc với một cái trái tim mà ấm áp như của Mia, thì chắc chắn mình cũng phải yêu thương em bé. Lúc đầu á thì chú cháu, nhưng rồi sau đó thì mình thay đổi. Khi mà hai đứa xác nhận được là tình cảm dành cho nhau nhiều quá rồi, và tình cảm mình dành cho Mia nhiều quá rồi, thì lúc đó bắt đầu khi Mia là trong một cái dịp du lịch đó, thì Mia ông dịch còn gọi là ba bình. Thứ nhất là đau ngoài đường thì nó không có bị lỡ cỡ, như mình kêu mẹ với kêu chú người ta bị thắc mắc, cho nên là thôi là con kêu ba bình. Thì kêu thay vì ngày xưa kêu là ba, bây giờ kêu là bà nội luôn đi. Cho nên là
bắt đầu phải thay đổi. Thì thay đổi được lúc nào đó? Anh nhớ là cái đợt tự nhiên cái đợt đi Phan Thiết. Cái đợt Phan Thiết anh nhớ là trên xe là kêu bằng ba với bà nội. Rồi xong cái lúc đầu còn hơi bỡ ngỡ nhưng mà nó thay đổi nhanh lắm. Chỉ trong vòng là một ngày thôi là cũng như là nó thay đổi được mà nó kêu quen luôn mà không có tiền miệng luôn mà. Đúng rồi. Như tự nhiên vậy đó. Nhưng mà cái đời bạn và hai cha con thì rất là thân với nhau. Chơi với nhau như là bạn. Có một cái điều rất là may mắn là mẹ của mình là người rất là hiện đại. Có nghĩa là mẹ rất thích con nít. Hồi xưa mẹ có nói mẹ ở mình mà cảm thấy mẹ cô độc. Cho nên là thì mẹ con mình làm sao mà cho yên ấm rồi có vợ này kia nọ đi. Còn không mà nhóc mày không có vợ được đó, thì mày kiếm một đứa về đây rồi mẹ nuôi. Nói chung là mẹ rất thích con nít. Nhưng mà cái lúc mà mình bắt đầu mình nói cho mẹ biết là đây là bạn gái con kia nọ rồi mẹ gặp Mia thì trong lần đầu tiên mẹ tới mẹ gặp thì nói chung là mẹ rất là quý Trinh rồi mẹ biết còn thẳng Trinh mẹ rất là thương. Nhưng mà mẹ cũng chưa biết Nga, khi mình gặp Nga thì bắt đầu mẹ có thiện cảm. Thì về sau đó là bắt đầu may đồ cho Nga, may đậm, may này kia nọ lên tặng cho Nga. Thì Nga nó cũng rất là quý mẹ. Nga vốn dĩ nó đã ngoan rồi cho nên khi người lớn tiếp xúc nó là chỉ có thương thôi. Cho nên là thương Nga lắm, từ từ hai bà cháu thương nhau, có dịp gặp nhau nhiều hơn đi chơi với nhau, hai bà cháu thương nhau. May đồ đôi mặc cùng với nhau rồi đi du lịch, hai bà cháu đi chung với nhau rồi tự chăm sóc nhau. Cho nên là mẹ mình thì rất là hiện đại, rất là trẻ trung, cho nên là chơi với cháu như là bạn vậy đó. Cho nên là Mia nó có cái cảm giác lúc nào vừa là bà nội mà vừa là bạn. Cho nên là nó gắn kết mà nó gần như là bây giờ nói là Mia nó thương ba Bình, thật sự là thương. Nhưng mà hiện tại là mình thấy là mình thương bà nội còn hơn. Tại vì khi mình chỉ cần nói bà nội có vấn đề gì thôi là cỡ nào không nghe. Chưa bao giờ mà quay lưng lại với bà nội một lần hết. Giống như trong MC trong buổi tiệc có nói là Mia có một người mẹ, hai người cha, hai bà nội. Và ai cũng yêu thương Mia hết, ngay cả bố ruột hiện tại của Mia vẫn thương yêu Mia. Mặc dù là anh ấy đã có một gia đình khác hạnh phúc rồi, nhưng mà anh ấy vẫn chăm sóc Mia rất là đàng hoàng. Ngay cả bà nội ruột của Mia rất là thương yêu Mia. Ở bên nhà Trinh vài ngày và ở bên bà nội vài ngày trong một tuần. Và Mia cảm thấy rất là hạnh phúc vì điều đó. Và đó là cái mình thì cảm thấy là đây là sự may mắn của mình. Trong khoảng thời gian thì Trinh cũng có tìm hiểu một vài người, nhưng mà thật sự Trinh không có thấy thật sự mình yêu người đó. Cho nên là dù những người đó cũng rất là thích Mia, cũng thương Mia, nhưng mà mình có cảm giác. Xong rồi tới lúc gặp ông này thì mình cũng không có nghĩ gì đâu. Mình nghĩ là thì thôi thì quen nhau vậy đi. Cái tới lúc mà mình cũng cầu hôn Trinh, hai đứa sống chung với nhau, thì bước sang một cái trang khác. Khi mà Bình cầu hôn Trinh là năm 2010, tháng 10 2020. 2020 thì tới năm 2022, đầu năm nay tháng 1, Trinh mới ký tên vô trong cái tờ giấy đăng ký kết hôn. Và tới tháng 4 thì Trinh mới làm đám cưới. Có nghĩa là suốt khoảng thời gian là Trinh vẫn đang suy nghĩ đó, có nên hay không, có đúng hay không, thật sự người đàn ông này có đúng hay không, có đúng để mà mình trao tất cả những cái niềm tin của mình, và đặc biệt là con của mình, để mà sau này nó không có phải bị đau khổ. Tại vì Trinh từ nhỏ Trinh sống trong một gia đình không được tình cảm đầy đủ của bố mẹ, và Trinh không muốn là sau này con mình bị rơi vào cái tình cảnh giống như mình. Và mình có thể là đây là người duy nhất trong cuộc đời mình may mắn gặp được, và mình có thể mình sẽ không tìm được người đàn ông nào ngoài ba ruột Nga, thương Nga được như là mình. Ở đây đúng là người đàn ông trong đời, người cha của con mình. Phải làm đám cưới thôi. Phải làm đám cưới thôi. Thứ thì Trinh có rất là nhiều cái mà mình được. Nhất là mình luôn nói giờ mình là người rất là giỏi. Chỉ cần nói là sẽ làm gì là làm liền. Một là trong ngày đó là một đã qua là một, hai qua ngày sau còn làm liền. Không có dành thời gian để đắn đo suy nghĩ khi quyết định là làm. Mà làm là làm gần như là 200% công suất. Ở lần làm gì là rất là tạm tạm cho tới nơi tới chốn. Đó là cái điều này. Một ưu điểm rất là lớn của vợ mình. Thứ hai là khi vợ mình làm, mình luôn có cái niềm tin. Cái niềm tin quá ngộ lắm.
Nghĩa là bà làm coi như là bà gã đắn đo, bà chỉ có làm, bà không hề suy nghĩ rủi ro hay gì. Mà khi bà đặt ra vấn đề là bà có niềm tin là cái đó là chỉ có thắng thôi chứ bà. Chị em chi phút này nha. Sao mà từ lúc mà có ông Bình là ông nghĩ rủi ro giùm em. Bình là người mà đặt ra những cái rủi ro để mà Trinh tránh. Và chính vì vậy mà khi mà Trinh nói là cả hai cùng xây dựng là một cái sự thật hoàn toàn không hề thêm bớt một xíu nào hết. Trinh là một người làm, nhưng mà ít nhất là phải có một người luân sư để mà góp ý cho Trinh cái này, chỗ này nè, ổ gà nè nha. Có thể là sẽ có ổ gà cho nên chỗ này em đi chậm lại, hoặc là tới lúc này nè em cần nhìn kỹ một xíu. Thì còn một cái điều nữa là đối với mình, tại sao khi mình gặp Trinh tới giờ mình thay đổi gần như là con người khác. Khác ở đây là khác, mình thay đổi mình rất là nhiều, để mình từ một thằng thanh niên mình tiến bộ rất nhiều đến một thằng người đàn ông, người đàn ông của gia đình, người đàn ông mà biết nhiều hơn về các ngành nghề, các lĩnh vực công việc. Mình phải là một người đàn ông phải làm được tất cả mọi thứ mình muốn, vì một người phụ nữ bên cạnh mình gần như muốn cái gì là làm đó. Cho nên là hai vợ chồng hợp nhau chỗ muốn làm nghề nào cùng nhau làm. Vợ hát, chồng đi với vợ để mà set up mọi thứ cho vợ hát. Mình không hát được mình sẽ làm gì vậy? Vợ làm MV, mình học đạo diễn quay MV như vậy. Đóng hay vợ chồng mình đóng như vợ luôn. Có nghĩa là mình tính toán hết tất cả mọi thứ để cuộc sống mình, thứ nhất mình tiết kiệm chi phí được tất cả mọi thứ đó, thứ hai mình làm mọi thứ theo ý mình, nó bằng cái công sức của mình và nó vừa hết bằng ý mình chứ không cần người khác muốn phải làm thay. Cái đó là cái sự may mắn khi mà đồng vợ đồng công tác với đồng cả là gì? Điều đó có thật. Cho dù thế giới có sụp đổ, cho dù tới ngày tận thế hay zombie gì đó, thì ông Bình ông cũng sẽ che chở gia đình. Cho dù cả gia đình không còn gì đi chăng nữa thì hai đứa cũng có thể ra ngoài đường đứng bán bánh mì, đứng bán hủ tiếu hay là bò kho, mẹ nó bò kho ngon lắm. Cho dù là cả hai không còn gì chăng nữa thì cũng sẽ xây dựng lại được nhờ cái sự đồng sức đồng lòng của hai đứa và cả mẹ cả mình. Nên là cả hai không sợ gì cả, chỉ sợ là một trong cả hai á mất đi cái ngọn lửa yêu thương thôi, và cả hai luôn cố gắng vun vén cái ngọn lửa yêu thương này cũng như ngày đầu.